đã có rất nhiều vụ tử nạn của các thợ núi. Hành vi khai thác sai thiết kế cũng đã bị điểm mặt chỉ tên. Nhưng vì sao hoạt động khắc phục vẫn cứ chây ỉ đối phó? Khai thác khoáng sản hay tận thu lợi nhuận trên thân xác của những người lao động? Chuyện gì đang tiếp tục diễn ra tại hàng chục mỏ đá ở Hòa Bình? Thưa quý vị, tình trạng mất an toàn lao động tại các mỏ khai thác đá ở Hòa Bình đã được chúng tôi đề cập trong loạt phóng sự phát sóng cách đây hơn 2 tháng trước. Các chủ mỏ cố tình khai thác sai thiết kế để tận thu lợi nhuận, nhưng ngược lại, hành vi sai trái đó đã phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng của các thợ núi. Mới đây, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu tạm dừng việc cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đề xuất của Tổ công tác liên ngành đối với 6 đơn vị khai thác vi phạm cố tình chây ỉ để đảm bảo an toàn lao động. Cụ thể, trong 6 đơn vị bị tạm dừng cấp vật liệu nổ thì có 4 mỏ đá không có dấu hiệu khắc phục làm đường lên mỏ để khai thác cắt tầng, gồm công ty Thành Hiếu, công ty BMC Hòa Bình, công ty Trung Dũng và công ty xi măng X18. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thạch Kim cũng đã bị tạm ngừng cấp vật liệu nổ do không đảm bảo an toàn lao động, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn chết người qua các năm. Ngoài ra còn có các công ty cổ phần khoáng sản dịch vụ Hồng Quân do diện tích nhỏ không đảm bảo an toàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, thì ngày 30 tháng 6 tới đây, các mỏ đá phải hoàn thành việc khắc phục vi phạm, nếu không sẽ bị đình chỉ hoặc là tước giấy phép khai thác khoáng sản. Hiện tại thì ngoài 6 mỏ đá chây ỉ đã bị tạm dừng hoạt động, thì hơn 40 đơn vị vi phạm còn lại phải tạm dừng khai thác để làm đường lên núi, phục vụ khai thác cắt tầng theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì có vẻ như nhiều mỏ đá ở đây vẫn phớt lờ yêu cầu của tỉnh, vẫn cố tình vi phạm. Mình đang tạm dừng để mình làm cái đường cho đúng thiết kế. Mình có nổ mìn không? Nổ mìn thì không có, bây giờ chỉ có những cái chỗ cũ kia kìa thì là nhà em múc xe chở lên để đắp bên kia thôi. Người quản lý khẳng định không nổ mìn khai thác theo đúng yêu cầu của Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình. Nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được trong một ngày trước đó thì hoàn toàn trái ngược. Ngày nào cũng nổ, ngày 2 phát, ngày 2 lần. Mấy tháng gần đây thì có thay đổi gì không ạ? Không, ngày nào cũng thế cả. Ngày nổ mìn, đêm khai thác, vòng tròn khép kín ấy đã biến núi đá thành nguồn lợi nhuận không ngừng chảy vào túi chủ mỏ. Nhưng đổi lại, họ lại đẩy những thợ núi phải lao động trong điều kiện mất an toàn nghiêm trọng. Vì khi hoạt động khắc phục khai thác sai thiết kế không được tiến hành thì sự an toàn khó có thể đảm bảo. Thưa quý vị, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình thì gần như mỏ đá nào cũng trưng tấm biển hiệu này. An toàn là điều kiện bắt buộc để mỏ đá hoạt động. Thế nhưng ở đây, an toàn chỉ là 2 chữ nằm trên biển hiệu theo đúng nghĩa. Còn tại mỏ đá khác, tình hình cũng không khả quan hơn. Vì sự an toàn gần như không tồn tại. Vách núi dựng thẳng đứng với ma trận hàm ếch đã trở thành cái bẫy với người lao động, mà sự may rủi chỉ nằm ngay ở tảng đá trên đầu hay dưới chân. Dù các công nhân đang khoan nhồi thuốc nổ phục vụ việc khai thác, nhưng người quản lý lại khẳng định đang làm đường lên núi để khắc phục vi phạm. Mỏ đá mình vẫn đang hoạt động bình thường chứ? Mỏ này mới làm đường thôi, có làm đường. Làm đường lên núi đây, đường kia, đường máy đào lên đây. Con đường lên núi mà người này nhắc đến là đây, chênh vênh giữa hai bờ vực. Làm đường lên núi nhưng thực chất chỉ là đối phó cho có. Vì dù có làm xong thì người lao động vẫn phải liều mạng treo mình trên vách núi. Có lẽ chứng kiến những hình ảnh này, người ta vẫn chưa thể nguôi ngoai về vụ tử nạn đã xảy ra tại mỏ đá này cách đây hơn một năm trước. Và sinh mạng của rất nhiều thợ đá xấu số khác đã ngã núi và ra đi mãi mãi tại các mỏ đá ở huyện Lương Sơn. Nếu tính từ đầu năm đến nay. Vì sao các mỏ đá vi phạm vẫn đối phó chây ỉ không khắc phục vi phạm và tái diễn hoạt động khai thác mất an toàn lao động nghiêm trọng?
Vâng, theo các chủ mỏ thì nếu tiến hành khắc phục vi phạm, khai thác đúng thiết kế theo phương pháp cắt tầng thì phải tốn kém rất nhiều chi phí cho là máy móc hay là nhân công lên để làm lên núi làm. Còn theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình thì nếu khai thác sai thiết kế, chủ mỏ sẽ thu được lợi nhuận từ 35 đến 40% so với phương pháp khai thác cắt tầng. Vì cắt giảm tối đa chi phí vận tải đá, tiết kiệm nhân công khoan nổ mìn, chi phí nổ mìn trong khi tận thu được nhiều đá hơn. Vâng, khai thác sai thiết kế, chủ mỏ sẽ được trục lợi từ hành vi sai trái này. Tuy nhiên, họ lại đẩy những người lao động vào tình cảnh mưu sinh trong điều kiện mất an toàn lao động nghiêm trọng. Vì thế, khi xảy ra tai nạn, các ông chủ thường tìm mọi cách để giấu thông tin của các vụ tai nạn lao động chết người, hoặc là nhanh chóng thỏa thuận với gia đình nạn nhân để đền bù từ 100 đến 150 triệu đồng một mạng người, cùng yêu cầu không kiện tụng tố cáo. Kịch bản này khiến cho các chủ mỏ trốn tránh được trách nhiệm hình sự nếu có xảy ra. Và mới đây thì lại có thêm một vụ tai nạn mỏ đá với nhiều dấu hiệu bất thường. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà nạn nhân tử nạn không rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Theo gia đình nạn nhân, anh Minh ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã gặp nạn tại một mỏ đá trên địa bàn huyện Lương Sơn. Lý do là vào chơi ở mỏ đá. Vì xác định rủi ro thuộc về người đã khuất nên phía gia đình cũng không làm đơn khiếu kiện nữa. Chủ mỏ đá thì nó người ta chỉ là thăm hỏi, rồi nó đi lại, nó ấy là cái chỗ nó cái tình cảm nó làm ăn nó trước sau thôi, cũng chả có cái gì cả. Là mình vào đấy chơi thì mình rủi ro của nhà mình thì mình phải chịu chứ, bồi thường người ta có làm gì mình đâu mà phải bồi thường. Dù người thân cho biết không nhớ rõ tên mỏ đá nơi anh Minh gặp nạn, nhưng trưởng ban tổ chức lễ tang đã tiết lộ với phóng viên theo chính thông tin mà gia đình nạn nhân cung cấp. Anh mất do tai nạn lao động mà. Tại mỏ đá nào ạ? Tại mỏ đá là xí nghiệp khai thác đá Hợp Tiến. Đấy. Còn công an xã Cao Dương cho đến công an huyện Lương Sơn, nơi xí nghiệp khai thác đá Hợp Tiến hoạt động, lại không biết thông tin về vụ tai nạn này. Không nắm được, không biết. Thế là xã mình không nắm được thông tin vụ đấy ạ? Không nắm được thông tin. Đầu là hiện nay vụ việc hồ sơ chúng tôi đã chưa nắm được vụ việc này. Và mới gần đây nhất là ngày 15 tháng 6 thì chúng tôi cũng có dư luận nên chúng tôi mới cũng có triệu mời công ty lên và có làm việc công ty khẳng định là chưa có cái vụ việc này nên là do đến thời điểm này chúng tôi chưa căn cứ để xử lý vụ việc này. Không nhận được tin báo nên phía công an huyện Lương Sơn cho rằng hiện không đủ chứng cứ để khẳng định vụ tai nạn đã xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn. Vâng, thưa quý vị, có hay không việc chủ mỏ đá nơi xảy ra vụ việc giấu nhẹm thông tin vụ tai nạn dẫn đến chết người thì cần phải điều tra xác minh làm rõ. Nhưng nếu trong trường hợp đúng là có xảy ra tai nạn như vậy mà phía chức năng không nắm được thì cũng phải xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý trên địa bàn khi đã để lọt một vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Quý vị có thắc mắc vì sao tình trạng mất an toàn lao động tại các mỏ đá cứ được chúng tôi nhắc đi nhắc lại cho đến ngày hôm nay không ạ? Bởi vẫn còn những lao động bỏ mạng bởi những sai phạm tại các mỏ đá. Và chừng nào các chủ mỏ vẫn cố tình khai thác sai thiết kế thì sinh mạng của những người lao động còn bị đe dọa. Cái vòng luẩn quẩn ấy đã lấy đi sinh mạng của nhiều người thợ núi rủi ro, để lại nỗi đau cho những người ở lại. Câu chuyện biển chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây cũng thay cho lời kết của phần tiêu điểm ngày hôm nay. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi không phải nhắc đến câu chuyện này một lần nào nữa. Gần nửa năm nay, căn nhà này vắng bóng người đàn ông. Vì anh Nick đã tử nạn ở một mỏ đá ở huyện Lương Sơn. Mấy năm trời tích cóp khi chồng làm phu đá, cùng khoản vay ngân hàng cả trăm triệu đồng, gia đình chị mới xây được căn nhà dở dang. Chưa kịp ở được bao lâu thì chồng đã ra đi mãi mãi. Bây giờ mà cũng quyết định còn ai nữa, con còn quá dại. Phải vượt lên dù vẫn thôi, biết làm thế nào được. Còn người phụ nữ góa bụa này thì vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận tin dữ. Sau vụ tử nạn, chủ mỏ đã nhanh chóng thỏa thuận chi trả cả trăm triệu đồng để gia đình không khiếu kiện nữa. Nhưng không gì có thể bù đắp nổi. Sự mất mát quá lớn vẫn hằn trên đôi mắt của người phụ nữ này. Quá hụt hẫng. Tới bây giờ vẫn chưa nghĩ lại cái chết rồi. May mắn hơn, anh Thắng đã được cứu sống sau vụ ngã núi thập tử nhất sinh. Nhưng cả đời lại mang thương tật khi các khớp phải gắn đầy đinh vít. Vụ tai nạn bỗng chốc đã khiến anh trở thành gánh nặng
với cả gia đình. Nhiều lúc hai vợ chồng tâm sự ra ôm nhau khóc. Là sao mà tích góp được 100 đến 200 triệu mà cho chồng đi thay lại khớp ấy. Lúc để ý là bây giờ vợ chồng ý giờ đi làm cái giá lợi cái đợt bị tai nạn thôi.